Nhằm chia sẻ và trao đổi về vai trò của nông nghiệp tuần hoàn trong phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và ứng phó với biến đổi khí hậu, ngày 22 tháng 4 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức diễn đàn lộ trình hướng tới phát triển nông nghiệp tuần hoàn tại Việt Nam. Tại Việt Nam, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn đã được triển khai, nguồn phụ phẩm nông nghiệp được tái chế, tận dụng, góp phần gia tăng giá trị cho bà con nông dân, tạo thêm công ăn việc làm mới và tăng thu nhập. Tuy nhiên, việc phát triển nông nghiệp tuần hoàn vẫn còn nhiều hạn chế, đa phần người dân vẫn chưa có nhận thức đúng về nông nghiệp tuần hoàn, còn nhiều mô hình sản xuất nhỏ lẻ manh mún. Người dân chưa tiếp cận và làm chủ được công nghệ, giải pháp then chốt để phát triển nông nghiệp tuần hoàn hiện nay. Chúng ta cần phải đầu tư nghiên cứu và chuyển giao về công nghệ, không những cho doanh nghiệp mà để mở rộng nữa thì phải là các hộ nông dân, Bộ Nông nghiệp rồi nhà nước cũng cần phải có những cái chiến lược để có thể là xây dựng những cái chương trình nghiên cứu, những cái định hướng nghiên cứu để nghiên cứu các cái giải pháp công nghệ phù hợp. Ngày 28 tháng 1 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó có mục tiêu quan trọng là phát triển nông nghiệp xanh, thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm ô nhiễm môi trường nông thôn, giảm phát thải khí nhà kính. Hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm và ngày sở hữu trí tuệ thế giới 26 tháng 4, Tổng cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương đã ra mắt phòng trưng bày nhận diện hàng thật hàng giả với chủ đề Quản lý thị trường đồng hành cùng doanh nghiệp bảo vệ người tiêu dùng tại thủ đô Hà Nội. Phòng trưng bày sẽ cung cấp thông tin, cách nhận biết để người tiêu dùng, khách tham quan nhận diện được các dấu hiệu hàng thật, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, hàng lậu của một số sản phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, đồ điện tử cùng các mặt hàng phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Hiện nay thì trên thị trường có rất nhiều các loại sản phẩm đồng hồ Casio, hàng giả, hàng nhái. Nếu mà người tiêu dùng nhìn vào mắt thường rất là khó có thể phân biệt được. Thì qua buổi triển lãm ngày hôm nay thì chúng tôi hy vọng giúp cho người tiêu dùng phân biệt được hàng giả, hàng nhái, tránh xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Và ban nãy lúc mà được đi tham quan qua triển lãm của mình thì tôi cũng mới phát hiện ra là ở nhà tôi cũng đang sử dụng một bộ phận hàng nhái, hàng giả. Và thực sự là cảm thấy rất là bất ngờ bởi vì không nghĩ là mình lại có thể là sử dụng một cái sản phẩm một cách vô tư như thế mà trong khi mình không biết gì cả. Sau buổi hôm qua ngày hôm nay thì tôi sẽ có nhiều kiến thức hơn để có thể phân biệt và chọn lựa mặt hàng tiêu dùng tốt hơn. Sự kiện còn là nơi tạo mối liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp, người tiêu dùng với cơ quan quản lý nhà nước trong ngăn chặn, phát hiện, xử lý các sản phẩm hàng giả, hàng vi phạm, hạn chế mức thấp nhất khả năng lưu thông trên thị trường. Phòng trưng bày sẽ được mở cửa từ 9 giờ đến 18 giờ ngày 21 tháng 4 đến ngày 27 tháng 4 tại 62 Tràng Tiền, Hàng Bài, Hà Nội. Xung quanh chủ đề về tìm giải pháp sáng kiến để phát triển tiềm năng và lợi thế của sông Sài Gòn do Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp báo Tuổi Trẻ tổ chức sáng ngày hôm qua đã thu hút đông đảo các chuyên gia, nhà nghiên cứu, kiến trúc sư và người dân tham gia. Nhiều năm qua, vai trò vị trí của sông Sài Gòn đã được khai thác và đánh giá theo từng khúc sông, nhưng chưa được đánh giá đầy đủ và phát huy hết tiềm năng của dòng sông. Nếu đánh thức được cả dòng sông, thì Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đạt được hiệu quả phát triển đô thị tốt hơn. Do đó, những ý tưởng hiến kế về phát triển kè sông, kinh tế, dịch vụ dọc sông đến năm 2045, nghiên cứu phát triển hạ tầng dọc sông Sài Gòn hay sông Sài Gòn, cảng và đô thị đã giúp Sở Quy hoạch và Kiến trúc Thành phố có thêm nguồn tư liệu và thông tin hữu ích phục vụ hiệu quả cho đề án quy hoạch phát triển sông Sài Gòn một cách toàn diện hơn. Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao giải cho những tác giả, nhóm tác giả đạt thành tích cao tại cuộc thi hiến kế phát triển sông Sài Gòn được phát động trước đó.